Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Hôm nay Như đưa tới một cái bản tin có một loại thức ăn. Quý vị thấy khi mà mình đi ra ngoài những cái tiệm mình thấy có những cái bịch bánh 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 quy hoặc là những cái bịch bánh ghi là gluten free thì hầu hết 99% là đúng thưa quý vị, nhưng ở đây có một cái loại bánh bánh quy ở ở bên Úc đang bán ở một trong những cái siêu thị ở bên Úc thì họ đang hồi cắt rất là gấp rút tự vì ở đây quý vị thấy nó ghi water big gluten free nhưng mà thiệt ra là không có free thưa quý vị trong đó nó có cả gluten và lúa mì ở trong đó và các siêu thị ở Úc đó là siêu thị IGA và các nhà bán lẻ thực phẩm ở New South Wales, Queensland, Victoria ở Nam Úc là có những cái loại bánh mà người ta rất là yêu thích ăn ở trong này. Nhưng mà khi họ kiểm tra thì trong đó có lúa mì và gluten ở trong đó chứ không phải là free thưa quý vị và cái thứ hai nữa đó là cái nhãn bì của nó ghi ở ngoài rằng là crispy waffle bits original gluten free 100 g tuy nhiên như ở bên trong nó lại không có ghi gluten free mà nó chỉ ghi là original 100 g mà thôi và cái đó cũng đã bị thu hồi rồi là nó đã không cho được uh, đem ra bán rồi thì bất kỳ người tiêu dùng nào mà họ ăn gluten, họ ăn những cái thức ăn mà không thể có gluten và không có lúa mì trong đó thì họ sẽ bị dị ứng nên đã cảnh cáo cái thực phẩm này đã bị thu hồi ngay lập tức và không thể mua. Nên quý vị nào mà đang xem ở YouTube của Nhi Hiền và Lê Thái đang ở Úc thì đừng mua cái loại này hiện tại họ đang thu hồi và những người nào mà gluten free nếu mà những người mà họ bị họ ăn những cái đồ ăn mà có gluten họ bị dị ứng thì cái này rất là nguy hiểm thưa quý vị dạ vâng cảm ơn chị Như Huyền kính à, thưa quý vị khi mà quý vị di chuyển là chúng ta đang ở trên máy bay á uh -huh. mà chúng ta bay thì cái việc mà chúng ta ngủ là một cái vấn đề là rất là thường thường sẽ xảy ra hành khách ngủ trên máy bay đúng không bay dài quá thì lúc bay dài bay dài ngày mà hành khách ngủ là chuyện bình thường uh -huh. rồi thí dụ mà tiếp viên hàng không ngủ thì sao ta? chị nghĩ chắc tiếp viên hàng không thể ngủ được ngủ rồi làm sao mà đi phục vụ cho khách và đúng rồi dạ vâng uh -huh. và ngày hôm nay lại thấy đưa đến quý vị một cái thông tin về hai viên phi công Phi công chính và phi công phụ ngủ, à? ngủ quên khi đang lái máy bay khi mà máy bay sắp hạ cánh thưa quý vị. Oh Đây God. là một cái trường hợp hy hữu một cái sự cố xảy ra trên chuyến bay ET343 khởi hành từ Khartoum ở Sudan đến Addis Ababa ở Ethiopia vào ngày 15 tháng 8 vừa qua thưa quý vị và đến ngày hôm nay thì bên cái cục hàng không dân dụng của Ethiopia người ta mới đưa ra cái thông cáo đưa ra cái thông báo để mà à, để sau một cái một tháng gần một tháng người ta điều tra cái sự việc này người ta mới dám công bố thưa quý vị à, theo tờ uh, Aviation Herald đây là một cái trạm kiểm soát không lưu đã cố gắng liên lạc với hai cái viên phi công khi mà máy bay sắp hạ cánh của hãng máy bay Ethiopia nhưng không thành thưa quý vị. Và khi hai viên phi công này đang ngủ say thì hệ thống tự lái nó đã điều khiển và giữ máy bay ở độ cao khoảng 11.300 m và sau khi hệ thống này ngắt kết nối và phát âm thanh báo động thì hai viên phi công này mới chính thức thức dậy và sau 25 phút thưa quý vị, hai viên phi công đã hạ cánh máy bay ở một cái khoảng cách an toàn và chiếc máy bay này cũng đã ở lại trên đường băng khoảng hơn 2 tiếng trước khi mà tiếp tục hành trình tiếp theo. Theo dữ liệu của của cái cạm không lưu thưa quý vị thì người ta nói rằng là cái sự cố máy bay, bay trên đã bay qua đường băng và tìm cách khác để mà hạ cánh khi mà chiếc phi công khi mà những cái viên phi công này tỉnh giấc và nhà phân tích hàng không Alex Machiras gọi đây là một cái sự cố đáng lo ngại của một cái hãng hàng không lớn nhất ở châu Phi và chiếc Boeing 737 số hiệu là ET343 vẫn đang bay ở độ cao là 11.300m khi đã gần đến Adidas Ababa thưa quý vị thì nó không giảm độ cao để hạ cánh thành ra là tất cả những cái nhân viên không lưu ở dưới mặt đất á người ta là biết là cái 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 chiếc máy bay này sẽ hạ cánh nhưng mà tại sao là liên lạc hoài với hai viên phi công này không được vì cả hai đều ngủ quên thưa quý vị và ông viết trên trang cá nhân rằng là nhiều người nhận xét đây là một cái hành động thiếu chuyên nghiệp của hai viên phi công và có thể gây nguy hiểm cho cả phi hành đoàn là lẫn cả hành khách nữa và một số người cũng bày tỏ ý kiến rằng là họ mong cả hai viên phi công này bị đủ việc vì không muốn cái sự xuất hiện của hai viên phi công này ở trong tất cả các chuyến bay nào nữa của hãng hàng không châu phi này ừ. và tuy nhiên thì một số khác người ta lại suy nghĩ phóng khoáng hơn người ta nói rằng là có thể là do hai viên phi công này làm việc quá sức quá kiện sức hoặc là do cái Chắc cái lực bay, lực lực ừ. bay nhiều quá, sắp xếp của hãng hàng không lịch bay nhiều quá, thành động không đáp ứng được cái cái cái, cái lịch ngủ của những cái viên phi công này ờ. uh, đã xảy ra tình trạng mà bị ngủ gục trong lúc mà đang lái máy bay, uh, tài xế ở trên đường mà chúng ta mà bị ngủ gục đã gây ra tai nạn nhiều rồi, ngủ ở Việt Nam cũng ngủ gục nhiều và gây ra tai nạn nhiều lắm đó đến bây giờ hả? vẫn còn những cái hành những cái, 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 cái tình trạng mà tai nạn nó xảy ra, mà ừ. lần đầu tiên thì Lê Thái nghe cái tình trạng mà phi công ngủ, tại vì nếu như mà có một người buồn ngủ quá thì vẫn phải có một người phải thức đúng, đúng không chị? đúng rồi, làm sao mà tới hai Người hai người ngủ luôn, thường là phi hành đoàn người ta ít nhất là người ta khoảng hai người hoặc là ba người có nghĩa là một phi công chính và hai phi phi công phụ. Đúng rồi. Ờ, sau này thì do cái lượng phi công nó 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 không đủ đáp ứng, thành ra chỉ có hai người thôi. Nhưng mà em nghĩ là đây là một hành động vô cùng nguy hiểm, nó mình... gây nguy hiểm cho cả một cái phi hành đoàn. Đúng rồi. Khi mà mình bay lên trên máy bay là mình giao cái tính mạng của mình cho những người phi công rồi. Thưa quý vị mà những người phi công ngủ như vậy thì không quá nguy hiểm cho. Mình ngủ rồi mà mấy ông cũng ngủ luôn. Trời kỳ. Vậy. <cười> <cười> Tiếc dùng... rằng là mình không được ngồi bên cạnh để mà có gì mà. Đặt Ở đây cho chị dậy. vô. <laughs> chị chị huyền mà vô trong cái buồng lái là con làm cho mấy ông phi công nó còn phân tâm ừ đó đó, đó thế nào lê thái ấy. biết là thế nào lê thái cũng nói <cười> <cười> cảm ơn lê thái và bản tin kế tiếp đó là một trong những cái bản tin rất là vui thưa quý vị quý vị có bao giờ thấy Dating uh, Dating online thì dĩ nhiên là có rồi đi lên online uh, hoặc là vô những cái dating app uh, application thì cũng có nhưng mà ở đây một cô gái 27 tuổi ở ngay california san diego thưa quý vị đã đi trên đường đưa resume của mình ra để mà kiếm người đàn ông vừa ý của mình. Face su face luôn thưa quý vị. Tự vì cô gái này là khi cố gắng để mà dating online thì cô ta không có kết quả tốt, chưa kiếm được ai vừa ý và cũng không có cái kết quả nào mà gặp được một chàng trai mà một hoàng tử như cô ấy muốn hết thì cô ta ấy cuối cùng quyết định viết resume của mình lên và đi hand out tức là đi đưa cho từng người mà cô ta gặp trên đường mà thấy người đàn ông nào mà đẹp trai mà ồ thấy vừa ý quá thì cô ta đưa cái resume của mình ra. Thì trong cái resume cô gái này là 27 tuổi từ San Diego, California thưa quý vị. Là những anh nào như là anh Trí ở đang quay phim ở trong cũng còn đang single, còn Thái thì cô ta đi ngoài đường xuống San Diego thì có thể được lấy cái resume của cô gái này thưa quý vị. Và ai còn single thì biết đây là cái cô gái này và cái resume của cô ta ở mặt trước là hình còn ở mặt sau là tên Emily, ngày tháng năm sinh rồi cái cái những cái trò chơi mà cô ta thích surfing wow, rồi uh, thích ăn bagel, making bagel, watching new girl. Rồi đầy đủ hết những cái gì mà cô ta có ở trong này cho những người đàn ông. Nhưng mà cô ta đã đưa lên trên TikTok thưa quý vị mà trên TikTok hàng triệu người đang xem và cũng muốn qua xem cái tiến truyện của cô gái này. Cho tới bây giờ thì cô ta chưa có kiếm được người đàn ông nào hết tự vì cô ta nói rằng khi mà đưa resume ra thì đây cô ta he nào cái resume này của mình cho những người đàn ông có người thì có bạn gái rồi có người thì họ kêu là họ uh, đang có vợ rồi và có những người thì họ cũng từ chối chưa kiếm được người nào đó và cô ta đứng nói chuyện cô ta nói rằng cô ta sẽ chuyển cái phần uh, tiếp theo của mình qua là Uh, đưa cái resume và đi dating face to face đi gặp để mà chọn luôn thì cô ta biết cái người đó mình thích hay không còn hơn là online. Mà nghĩ ra thì cũng đúng thưa quý vị, đôi lúc dating online thì nhìn lên trên sóng cái sóng ảo trên internet mà mặt mày thì đẹp lắm mà có thể ra ngoài là completely different là khác. Nên cô ta quyết định rằng là cô ta sẽ đi ra ngoài đường cầm cái resume của mình và đi kiếm người để mà hẹn họ ngay ở trên đường luôn. Wow. <laughs> chị huyền đã bao giờ làm như vậy chưa chưa dạ, chị thức... không có làm cái đây là cái đầu tiên đó phạm thưa quý vị dạ à, thật sự là để mà làm như vậy thì cô gái này cũng là một cái cô gái vô cùng dũng cảm để mà có những cái những cái hành động như thế này đi đến tiên khó lắm chứ khó lắm mà tìm được cái người ý trung nhân không, không rất là khó mà người qua đường kiếm người qua đường mẹ em như, cứ nghĩ em cứ đi người qua đường mà gặp cứ đưa cái tờ giấy của mình ra. mà nhiều khi người cười ta họ, tưởng họ, người cười. ta tưởng là chuẩn bị làm gì hay là có ý đồ nào đang, đen đang tối hay là xấu xa để hay mà là dụ dỗ con là... trai nhà lành người ta nếu ví dụ tr... giống như em như mà, dụ thái đây con trai nhà lành như em trí ở trong trong phòng máy đây rất là nhà lành và ông ta thí dụ như em đứng ngoài đường mà có một cô gái tự nhiên muốn hẹn hò với em đưa tờ giấy đó em hết hồn luôn đó thì luôn đó. kiểu mà ôi sao thì có. cô là ai em có thiệt là hết hồn cô là ai và đây là đâu kiểu mà mình tại mình con trai đàng hoàng mà đúng không thành ra là thôi thì uh, nói chung là cái vấn đề mà hẹn hò này nó nó kiểu mà nó nó cá nhân và nó 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 kính tiếng một chút xíu thì nó vẫn hay hơn đúng chúng ta rồi. có thể hẹn hò được với nhiều người hơn còn chứ hẹn hò bấp lịch và nhiều người quá thì em không biết đâu ở đâu đó kiểu, quá. Mà, kiểu mà vàng thao lẫn lộn đổ, đổ đồng đó thì nó mệt lắm mai này mình ở mỹ với em Okay. Ủa, em hơi bị châu Á lắm. <laughs> dạ vâng và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 2 cà phê sáng của tụ Hiền và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thư thương mại bảo trợ cho đài